Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này khi năm học mới đã cận kề thì khắp nơi các cấp các ngành vào cuộc vận động tranh thủ từ các nguồn để hỗ trợ trao tặng các phần quà dụng cụ học tập, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Cũng xuất phát từ tinh thần này, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý khán giả mô hình 1+1, 1+N ở huyện Phong Điền. Với cách làm hiệu quả, mô hình đã giúp thường xuyên cho rất nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Đã 5 năm qua, từ khi ba bệnh nặng qua đời, trong căn nhà nhỏ này chỉ còn có ba mẹ con. Mọi khó khăn đè lên vai người mẹ trẻ. Mẹ của hai chị em Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Lan Phương làm nghề mua bán phế liệu, công việc vất vả, thu nhập cũng bấp bênh. Cách đây 5 năm, tức năm Lan Phương học lớp 3, thì được Hội khuyến học huyện Phong Điền chọn tham gia mô hình 1+1, 1+N. Mỗi tháng, em được tặng học bổng 200.000 đồng. Còn Nguyễn Lan Anh, cách đây 3 năm cũng được chọn tham gia mô hình này. Em rất là hạnh phúc và vui khi được các mạnh thường quân và Hội khuyến học giúp đỡ, chia sẻ và quan tâm đến gia đình của em. Và cũng nhờ những sự giúp đỡ ấy mà bây giờ em và em gái của em có thể đi học vui vẻ hơn, có thể tự tin đứng trước mọi người để cố gắng nỗ lực vì ước mơ của mình. Ước mơ của em có thể trở thành một cô giáo. Em muốn giúp đỡ các em nhỏ khó khăn như mình và em muốn khiến mẹ của em và em gái của em cảm thấy hạnh phúc. Mô hình 1+1, 1+N được Hội khuyến học triển khai từ năm 2018. Hội khuyến học làm cầu nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đỡ đầu hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn. Với phương thức là 1+1, 1+N là một người đỡ đầu cho một học sinh và một người đỡ đầu cho nhiều học sinh, N là con số vô tận. Cho nên đầu tiên là tôi đã vận động mấy đứa cháu là những nhà hảo tâm, chúng tôi làm rất là bài bản. Những em học sinh đó chúng tôi muốn giúp được 200 ngàn một tháng đó là chúng tôi phải ở nhà trường báo cáo lên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như thế. Rồi chúng tôi mới đích thân xuống phải đến từng em để nắm rõ tình hình hoàn cảnh như thế. Đó, có được như thế rồi xong rồi đó. Chúng tôi muốn phát em đó là phải có ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, rồi hội chúng tôi xuống. Vì hàng tháng chúng tôi là cho học sinh nhận được tiền đó là các em phải ký tên. Cũng nhờ sự tài trợ của các cô chú, đầu năm học này con đã đủ tập sách viết để đến trường. Con cảm ơn các cô chú. Trải qua 6 năm ươm mầm, mô hình đã phát triển và lan tỏa với những tín hiệu lạc quan, mang đến niềm vui cho nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn. Nếu như ban đầu chỉ có một học sinh được đỡ đầu, thì hiện nay tăng lên 70 học sinh với 45 mạnh thường quân tham gia nhận đỡ đầu. Ngoài học bổng thường xuyên này, thì vào các dịp lễ Tết, đầu năm học mới, Hội khuyến học vận động thêm từ các nguồn, trao tặng thêm cho các em tập, dụng cụ đến trường và các nhu yếu phẩm khác. Mỗi phần quà trao tay là tấm lòng, là tình cảm mà các cô chú gửi đến các em, giúp các em vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, để phấn đấu vươn lên học tập tốt, viết lên những ước mơ, để rồi biến ước mơ thành hiện thực.